vá chân trâu, 2 vá, 3 vá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đầy ắp chân trâu luôn. Nguyên cái ly này size 1 lít giá 56.000, còn ai mua size 500ml thì 28.000. Cái ly này chân trâu mình thấy là 2-3 người uống mới hết nha, chứ một người không bao giờ uống được. Mà lỡ uống có hết đi, chắc là ngán chân trâu tao nói 1 năm luôn quá. Thật ra nhiều khách cũng mới kêu là bỏ đá thêm đi, nhưng bỏ đá cũng được vài ba cục mà mọi người. Khi nào bồ hay crush mà giận hay là thèm trà sữa, mua cho nguyên ly chân trâu như thế này, tao nói ngán luôn. Địa chỉ quán là số 73 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp. Thời gian mở cửa là 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều và từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Ly rẻ nhất đây là trà sữa truyền thống 15.000, có chân trâu rồi nha. Muốn thanh mát thì chọn nước ép có dưa hấu hoặc là thơm chanh dây. Ly 1 lít giá cũng chỉ có 19.000 thôi. Một cái món best seller ở đây là trà nhiệt đới 24.000, còn trà mãn cầu thì 29, và còn vài món khác nữa. Và khách hàng là thượng đế, khi mà có bất kỳ vấn đề gì thì quán sẽ đổi trả, đền bù, thậm chí là uống không hợp khẩu vị thì quán sẽ không lấy tiền luôn. Còn muốn cân chỉnh độ ngọt, độ chua, độ đậm trà thì quán cũng có thể đáp ứng được nha.